Đài Bắc được xếp hạng là thành phố thông minh thứ 16 thế giới. Vào ngày 8 tháng 4, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế IMD, có trụ sở tại Thụy Sĩ đã công bố chỉ số thành phố thông minh 2024. Đài Bắc năm nay tăng 13 bậc để đứng thứ 16 thế giới. Danh sách 10 thành phố đứng đầu là Zurich, Thụy Sĩ, Oslo, Na Uy, Canberra, Úc, Geneva, Thụy Sĩ, Singapore, Copenhagen, Đan Mạch, Lausanne, Thụy Sĩ, London, Anh, Helsinki, Phần Lan và Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đối với các thành phố châu Á, Singapore dẫn đầu, ở vị trí thứ 5 thế giới, tiếp theo là Abu Dhabi thứ 10, Dubai thứ 12, Bắc Kinh thứ 13, Đài Bắc thứ 16 và Seoul thứ 17. Trên thang điểm từ AA đến D, Đài Bắc nhận được xếp hạng thành phố thông minh là A, xếp hạng cấu trúc là BBB và xếp hạng công nghệ là A. Đài Bắc nhận được điểm tối đa về vệ sinh cơ bản, dịch vụ tái chế, dịch vụ y tế, sắp xếp các cuộc hẹn khám bệnh trực tuyến và mua vé xem biểu diễn hoặc vé đi bảo tàng trực tuyến. Thành phố cũng nhận được điểm tối đa cho mọi tiêu chí về tính di động, bao gồm ứng dụng chia sẻ ô tô, ứng dụng đỗ xe, tìm xe đạp, lịch trình giao thông công cộng, tình trạng tắc nghẽn giao thông. Từ danh sách 15 lĩnh vực mà người dân liệt kê là cần ưu tiên cải thiện, mối quan tâm lớn nhất là nhà ở giá rẻ, tiếp theo là tắc nghẽn đường bộ, ô nhiễm không khí, đáp ứng nhu cầu việc làm, an ninh và tham nhũng, minh bạch.